trường hạnh phúc, nâng tầm cao mới, vươn tới tương lai. Xin kính chào quý vị các bạn, những người đang theo dõi chương trình Người Đương Thời. Thưa quý vị các bạn, câu hỏi ngày hôm nay của chúng tôi với quý vị các bạn là: có bí quyết nào để chúng ta có thể giúp những người xung quanh mình có thể thành công trong công việc, trong cuộc sống? Và nhân vật chúng tôi mời tới ngày hôm nay là ông Phạm Thanh Hải. Ông là hiệu trưởng trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Xin mời chúng ta hãy cùng hoan nghênh ông Phạm Thanh Hải. Từ năm 1990, tiến sĩ Phạm Thanh Hải đã là đội trưởng đội giáo viên VAC miền Bắc thuộc dự án đào tạo giáo viên VAC cho 30 tỉnh của Hội làm vườn Việt Nam do Quaker Survive Australia tài trợ. Tham gia chính trong việc xây dựng và phát triển nghề VAC, nghề làm vườn cây cảnh, nghề sinh vật cảnh, nghề chủ trang trại trong cả nước. Với phương pháp đào tạo nghề có sự tham gia, tiến sĩ Hải đang nỗ lực hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp nông thôn cho bà con nông dân trong cả nước. Nếu mà nói là về nghề nghiệp của mình, anh là nhà sư phạm hay là nhà nông? Có lẽ là hai cái đó nó gắn bó lại với nhau. Vâng. Bản thân tôi thì rất là yêu cái nghề nông. Vâng. Và hiện nay thì ngoài thời gian rảnh rỗi, tôi làm rất là nhiều các công việc nông nghiệp. Vâng. Nhà có vườn, có vườn rau, có cây cảnh, có rất nhiều thứ, có trang trại. Thì tôi làm rất nhiều công việc nông nghiệp. Nhưng mà nếu mình chỉ làm nghề nông thôi thì mình sẽ có cái tích lũy kinh nghiệm. Và kinh nghiệm đó thì tôi dùng để bổ sung cho cái phần sư phạm của tôi. Vâng. Đó chính là mình chuyển giao được những kiến thức đó cho mọi người. Tại sao không phải là dạy một ngành gì khác mà lại là dạy ngành nông nghiệp ạ? Bà cụ nhà tôi rất là thích trồng trọt. Trước cái thời anh em tôi phải sơ tán rất là nhiều. Vâng. Thì tôi để ý thấy rằng là cụ đi đâu cũng mang theo một cái túi hạt giống. Vâng. Và đến đâu thì cái việc đầu tiên là trồng rau, trồng cải, trồng rau muống, rồi trồng cây đu đủ vân vân. Và liên tục lúc nào nhà cũng rau ăn. Và gần như là cứ 1-2 năm hoặc có cái 5-6 tháng lại di chuyển một lần. Và đến đâu thì cái việc đầu tiên là cụ trồng cây. Ngay từ bé thì tôi thấy một cái điều rất lạ. Cứ suy nghĩ mãi, tức là tại sao cùng một cái miếng đất hay một miếng vườn. Vâng. Cây khế thì chua, cây ớt thì ngọt, cây lạc thì bùi, chẳng hạn như vậy. Thì tôi thấy rất là kỳ lạ. Và điều đó cứ thôi thúc tôi là mình nên tìm hiểu tại sao nó như vậy. Và dần dần thì mình rất là yêu cái ngành nông nghiệp của mình. Ta đang trò chuyện với tiến sĩ Phạm Thanh Hải. Ông là hiệu trưởng trường Cao đẳng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bắc Bộ. Và đây là một trường đã thành công trong việc áp dụng phương pháp có sự tham gia trong đào tạo nghề cho nông dân. Và chúng ta thì sẽ tìm hiểu xem là phương pháp đào tạo có sự tham gia là gì ở phần tiếp theo của chương trình. Còn bây giờ là những câu hỏi nhanh dành cho ông Hải. Loại cây mà ông thích trồng nhất? Các cái cây cảnh, ví dụ như là cây đa, cây si, những cái cây sống lâu năm tôi rất thích trồng. Ông thích đọc những loại sách gì? Sách về kỹ thuật nông nghiệp, và ngoài ra thì các sách liên quan tới các cái kỹ năng mềm, kỹ năng lãnh đạo. Một buổi lên lớp thì ông chuẩn bị hết mấy buổi? Những bài giảng đầu tiên thì một buổi lên lớp thì phải chuẩn bị 2 buổi. Và còn sau đó thì cứ một buổi lên lớp thì phải chuẩn bị 1 buổi. Trong suốt quá trình giảng dạy 27 năm thì ông cho rằng là bài giảng nào ông thích nhất? Bài giảng về chứng minh cho mọi người biết là nghe khác gì với lại nghe và nhìn. Rồi nghe, nhìn và có thể là anh sẽ thực hiện một số công việc. Thì cái mức độ tiếp thu nó như thế nào? Nếu như mà có một buổi giảng và thầy giáo Hải đến lớp và quên giáo án, ông sẽ làm gì? Các cái buổi giảng chúng tôi đến lớp thì tất cả giáo án đó đã hình thành ở trong đầu rồi. Và cái điều quan trọng nhất là cái kỹ năng thúc đẩy và khuyến khích mọi người tham gia vào trong các buổi học là cái kỹ năng rất là quan trọng. Khi vào lớp, việc đầu tiên ông làm là việc gì? Có thể là có một cái hoạt động gì đấy rất là vui vẻ. Ví dụ là yêu cầu mọi người đứng dậy, một tay vỗ đầu, một tay xoa bụng. Vâng, bây giờ ông thử làm đi. Tất cả mọi người sẽ đứng lên, tay phải ta đặt lên trên đầu và vỗ nhẹ. Rồi, ta vỗ nhẹ. Sau đó tay trái đặt lên bụng và bắt đầu xoa đều. Có thể mọi người xoa bụng người khác thì có thể là hấp dẫn hơn, đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ phối hợp cả 2 động tác. Bắt đầu. Rồi. Đổi tay ạ, đổi tay tiếp. Đổi tay tiếp ạ. Rất nhiều người làm sai rồi ạ. Vâng. Họ làm đúng cái gì ạ? Không, có một số người làm sai. Có người là vỗ cả đầu cả bụng luôn. Và có người là xoa cả 2 bên. Vâng. Thực ra là làm 2 động tác khác nhau đối với tay phải tay trái cũng khá là khó. Không biết là khán giả truyền hình vừa rồi làm có đúng không ạ? Nhưng mà anh phải giải thích xem là làm thế để làm gì. Thực ra thì cái đó nó sẽ giúp cho mình cân bằng cả 2 bên. Thì mình biết là có cái sự kiểm tra chéo, điều khiển chéo. Nửa bán cầu phía trái thì điều khiển bên phải, nửa bên phải điều khiển bên trái. Và như vậy nếu mà mình thực hiện được thì mình khá là cân bằng trong tất cả các cái hoạt động. Tiếp theo là
Thế nào là một buổi dạy thành công với ông? Tôi nghĩ một buổi giảng thành công là một buổi giảng mà đạt được cái mục tiêu của bài học. Và cái mục tiêu đó, cái nội dung đó chính là do học viên sẽ tham gia đóng góp và chính họ sẽ đưa ra cái nội dung bài học đó. Câu châm ngôn mà ông yêu thích nhất trong cuộc sống là gì? Nếu mình ví năng lực như một tấm gương, thì tấm gương đó sẽ rất sáng nếu đặt nó trong một cái khung là khung khiêm tốn. Câu hỏi đầu tiên của tôi dành cho tiến sĩ Phạm Thanh Hải là trong tâm lý của những người học thì là thông thường là những người trẻ hay là những người lớn tuổi hơn thì ai là người có thể là có khả năng học hỏi hoặc là thay đổi nhanh hơn? Chúng tôi nghĩ rằng là những người trẻ tuổi thì có thể là những người mà dễ chấp nhận cái sự thay đổi hơn đối với những người lớn tuổi. Tuy nhiên thì ở đây mình phải nói đến đích đến cuối cùng của sự thay đổi đó là gì. Có thể những người lớn tuổi về thời gian thì họ cái mức độ thay đổi của họ thì nó sẽ chậm hơn, nhưng mà cái đích đến thì rất là rõ ràng. Và thông thường thì mọi người hay nghĩ rằng là những người lớn tuổi thì rất là khó thay đổi. Những điều quan trọng đối với chúng tôi là hãy tin tưởng vào họ và họ có khả năng thay đổi được. Là một người hiểu về tâm lý của những các học viên của mình thì ông hãy thử vẽ ra cho chúng tôi xem là đặc điểm tâm lý của những học viên của ông, những người nông dân là như thế nào. Hải sẽ giới thiệu với khán giả xem truyền hình những đặc điểm tâm lý của những học viên mà ông được tiếp xúc. Cái người nông dân Việt Nam thì có một cái tâm lý đầu tiên là họ rất là yêu cái làng bản, cái quê hương và cộng đồng của họ. Đấy là một trong những cái điểm rất là quan trọng. Cái đặc điểm tâm lý thứ hai của nông dân Việt Nam đó là cái truyền thống đoàn kết gắn bó của những người dân lại thành một cái cộng đồng rất là chắc chắn. Đây là một cái đặc điểm khá là thuận lợi. Cái điểm nữa tức là thực ra thì người nông dân là người mà người ta rất muốn tiến bộ, rất muốn phát triển. Nếu mình tin tưởng vào họ thì họ rất muốn tiến bộ, phát triển. Và đây là tôi với cái mũi tên theo chiều hướng đi lên. Và cái điều quan trọng là mình làm sao có thể giúp cho họ để họ có cái điều kiện, để họ có cái tự tin trong cái việc mà họ sẽ tự phát triển cả về kinh tế, văn hóa và xã hội. Một trong những đặc điểm nữa trong cái việc thay đổi, chấp nhận cái sự thay đổi không phải là dễ dàng. Cái điều quan trọng là mình phải dỡ bỏ được cái hàng rào e ngại, hàng rào mà họ cảm thấy là nó chưa chắc chắn, chưa tự tin. Người ta thường hay nói là trong mỗi một người thì có những điểm mạnh và đồng thời điểm mạnh đấy lại đôi khi lại trở thành một cái điểm yếu. Để có thể khắc phục những điểm ấy đấy, chúng ta phải hiểu cái điểm yếu đó là gì. Thì ông có nhìn thấy là trong nhóm học viên của mình tương đối là lớn tuổi này và có thể nói là chưa qua trường lớp, có những cái điểm gì mà nó có thể vừa là điểm mạnh nhưng nó lại là điểm yếu cho cái việc học tập và thay đổi? Thực ra thì người nông dân cũng rất là linh hoạt trong các cái hoạt động. Nhưng mà nếu mà ở cái mức linh hoạt cao hơn, ví dụ như cái chuyện là quản lý về mặt thời gian, co giãn thời gian thì cũng rất là linh hoạt và điều đó lại trở thành điểm yếu. Cái chuyện mà anh sắp xếp thời gian hoặc là cái thói quen tạo nên một cái sự đúng giờ trong cái việc lên lớp, trong cái việc tham gia các hoạt động là một trong những cái mình rất là quan tâm. Tất cả những cái điều mình dạy là không mang tính chất áp đặt. Mình đưa ra các thông tin, phân tích các lý lẽ. Còn cái việc áp dụng thì là do cái người học người ta sẽ quyết định. Thói quen thông thường nó nằm trong cái giải pháp, tức là các cái hoạt động cụ thể của họ. Ví dụ như họ chỉ ra nhìn thấy sâu bệnh là họ phun thuốc luôn. Nhưng cái quan trọng là phun thuốc gì và liều lượng là bao nhiêu, có nên phun hay không? Trước khi mà phun thì nên đặt rất là nhiều câu hỏi như vậy cho họ. Và rất nhiều nông dân người ta thấy rằng ví dụ như sâu cắn lá, nếu mà nó cái mức độ gây hại nó dưới 50%. Thì có lẽ chưa phải dùng đến thuốc làm gì cả. Và điều đó giúp cho họ rất là nhiều và như vậy nó giảm được cái lượng thuốc trừ sâu cho các cái cây trồng. Trước khi anh giảng giải được điều đó thì ngay lập tức người ta lại có một cái phản xạ nói rằng là từ trước giờ tôi cứ thấy sâu là phun luôn, có làm sao đâu. Ví dụ người ta nói như thế thì thầy giáo sẽ phải làm thế nào? Về mức độ nhận thức thì đấy là cái mức độ nhận thức mà chúng tôi hay xếp, tức là cái mức độ nhận thức nó tương đối là trực diện và
nó không 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 nêu được cái bản chất của vấn đề. Thì cái cách mà chúng tôi thường làm là có thể là mời các cái nông dân khác. Trong cái trường hợp đó thì người ta sẽ nói như thế nào, người ta sẽ xử lý như thế nào. Thì giữa các nông dân sẽ có những cái tranh luận. Trong giảng dạy, nhất là đối với giáo viên mà giảng dạy cho nông dân thì anh cũng cần phải thông thạo các kỹ năng. Như là tiến đoạn gia súc hay là chiết cành hay là dâm cành thì các bác ấy thử xem thầy làm như thế nào. Và lúc đó thầy phải là một cái người nông dân hết sức mẫu mực, hết sức tốt. Cũng có những trường hợp thầy không làm được thì lúc đó sẽ mời các cái bác nông dân mà nhiều kinh nghiệm, các bác sẽ làm mẫu trước. Tôi đang đặt một câu hỏi là chúng ta đang tìm cách dạy nghề cho nông dân. Nhưng mà hình như là người ta gọi cái này là múi dìu có mắt thợ. Bởi vì là bản thân người nông dân người ta đã là những người rất là giỏi, công việc đồng áng rồi, ai còn có thể giỏi hơn họ nữa. Tôi nghĩ rằng thực ra thì đấy là cũng quan niệm của khá nhiều người hiện nay trong xã hội. Và ngay trong nông dân có nhiều người người ta vẫn nói là cái này là chúng tôi học từ bố mẹ, từ ông bà tổ tiên để lại, và cái việc nông nghiệp thì chẳng cần gì phải học nữa. Đẻ ra đã biết làm rồi. Đẻ ra đã biết làm. Cách nghĩ như vậy thì cần có cái sự thay đổi. Làm theo kinh nghiệm thì cũng là một cách làm. Nhưng làm theo kinh nghiệm thì nó rất là vất vả và nó không hiệu quả. Nếu mình có kiến thức, mình có quy trình thì chắc chắn là cái việc sản xuất nông nghiệp mình sẽ có hiệu quả lên rất là nhiều. Tôi lấy ví dụ như là cùng một cái cây cảnh chẳng hạn. Nếu anh có tri thức, anh biết cách uốn tỉa, anh biết cách chăm sóc thì có thể cái giá trị nó tăng lên không phải là 10 lần, 100 lần mà có thể nó hàng tăng lên vài trăm lần. Thì rõ ràng tri thức sẽ mang lại cái hiệu quả rất là lớn cho các sản phẩm nông nghiệp. Và tương tự như vậy thì rất là nhiều các cái sản phẩm nông nghiệp cần thiết, người nông dân cần thiết phải có những cái tri thức nhất định. Theo thống kê, lực lượng lao động nông nghiệp Việt Nam chiếm đến 65% lao động cả nước và chiếm khoảng 20% GDP, chiếm 17% kim ngạch xuất khẩu. Ngành nông nghiệp chiếm vị trí rất lớn, nhưng số nông dân giỏi của chúng ta chỉ chiếm khoảng 10%, trung bình là 20%, còn lại là yếu kém, kỹ thuật canh tác tùy tiện, và số lượng nông dân này đang có xu hướng tăng dần. Hàm lượng khoa học công nghệ đầu tư cho nông nghiệp so với các nước trong khu vực thì Việt Nam có mức đầu tư thấp nhất. Theo tính toán, có 179 nghề cần phải đào tạo cho nông dân, đồng thời cần phải thay đổi cung cách đào tạo để người nông dân được chọn trường, chọn nghề cần học. Chính phủ đang chuẩn bị triển khai chương trình đào tạo nghề cho nông dân từ nay đến năm 2020 với tổng kinh phí khoảng 32.679 tỷ đồng. Hiện chính phủ đã đề ra mục tiêu mỗi năm sẽ đào tạo nghề cho khoảng 1 triệu lao động nông thôn. Đào tạo nghề cho nông dân sẽ là bước chuyển căn bản nhằm tạo ra một lượng lao động nông thôn có trình độ, kỹ năng đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Tại sao người nông dân Việt Nam vẫn là một trong những cái người nông dân nghèo nhất thế giới? Trong sản xuất nông nghiệp hiện nay thì có khá là nhiều các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật. Ví dụ như về giống chẳng hạn, về các cái loại chế phẩm sinh học, rồi các cái thuốc trừ sâu, rồi phân hóa học rất là tốt trong cái quá trình mà sử dụng. Đấy là những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật. Thì tuy nhiên thì thực ra nếu mà nhìn lại thì chúng tôi thấy một cái điều, tức là những cái kỹ thuật canh tác chưa được thay đổi nhiều lắm. Hiện nay chúng ta nhìn ra nông dân xung quanh chúng ta cách đây khoảng độ 20 năm vẫn sản xuất theo các cái công cụ như vậy, thì tôi nghĩ rằng đấy cũng là một trong những cản trở mà nông nghiệp cần phải khắc phục trong thời gian tới. Ông cho rằng đào tạo chiếm một vai trò như thế nào trong cái mục tiêu này? Thực ra đào tạo đóng góp bao nhiêu phần trăm vào cái việc sản xuất thì nó là một câu chuyện. Nhưng cái điều quan trọng là đào tạo là phải đón đầu, đào tạo phải dẫn đường và đưa những cái thông tin, những cái kỹ thuật đó tới người dân càng sớm thì càng tốt. Ví dụ nhiều nước thì nó có cả cái trường đại học nông dân, và người nông dân ở các cái trang trại chắc chắn là anh phải có một cái bằng cấp bằng đại học, về nông dân, đại học về để anh có thể quản lý và sử dụng đất cho nó thật là hiệu quả, thật là tốt. Và đấy là một trong những yêu cầu tôi nghĩ rằng là nông dân thì rất là cần phải đào tạo, và đào tạo phải là một trong những bước đi rất là quan trọng. Và nếu không có đào tạo thì chắc chắn là chúng ta vẫn giữ như tình hình hiện nay, khó mà thay đổi được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ấy làm việc cùng với mọi người. Bây giờ là ai có thể giúp tôi lấy cái dây này là mình khoanh cái ranh giới của bản mình. Rồi mình lấy hòn đá hay là mình lấy cái que mình buộc nó vào. Rồi. Đường quốc lộ này nó có thẳng cái này không? Thế thì ở đây là có những nhà ai gần ở chỗ này nhất? Đây. Ờ, cứ xếp vào đây, rồi. Thế dưới này là gì? Ruộng nhà. Mỗi lá là một mảnh ruộng. Rồi. Đây là hình dung. Rồi, hình dung nhá. Nếu bây giờ mình xác định cái vị trí nhà của mình đây, mình xác định được không? Mình có biết nhà mình ở đâu không? Có. Rồi. Có. Thế bây giờ là cứ mỗi hộ lấy một viên đá nhá. Mình sẽ xếp vào nhà mình ở chỗ nào trên cái sơ đồ này thì mình xếp. Bây giờ mời các bác ạ. Thế là dân ai viết cho chị một cái đây đúng không ạ? Rồi. Ai sấy con chú sư. Bây giờ thì xin hỏi tất cả đi vệ sinh đấy thì mình gọi là gì? Bay khỉ. Thế mình bay khỉ ở đâu? Bay khỉ trên đồi. Trên đi có mát không? Mát. Thế bây giờ trưởng thôn giúp này là mình quay khỉ ở đâu thì mình lấy cái bột khỉ đúng không? Rắc vào đấy. Rồi. Ăn nhiều. Rồi. Nhăn ngon. Còn không? Còn à? Sẵn sàng không? Đây. Tại sao mình đứng xa thế? Đây là một cái chai nước rất là sạch đúng không? Bây giờ tôi uống một ngụm nhá. Rồi mọi người nhìn này. Ôi, nước ngọt lắm, mát. Bây giờ có ai muốn uống một ngụm không? Cho nó mát không? Dạ vâng, có. Vâng, mời bác ạ. Uống thử xem nào. Ừ. Không phải lòng đâu. Rất ngon và mát ruột lắm. Bây giờ mọi người nhìn đây nhá. Xin hỏi tất cả bà con đây bây giờ có ai muốn uống cốc này nước này nữa không? Không. Tại sao không muốn uống? Chúng mình đã xác định ra là mình đã ăn phải khỉ của nhau. Đại diện các hộ nào mà đăng ký là không quay khỉ ở ngoài nữa thì dán lên là xin được hỏi là trong chương trình đào tạo vừa rồi thì ông đã dùng cái phương pháp gì vậy ạ? Đó là đào tạo có sự tham gia, có sự tham gia của người dân. Và. Đấy có thể qua cái phóng sự đó thì mọi người thấy rất là rõ tất cả những cái điều quan trọng là do người dân tự nói ra, người dân tự khẳng định. Còn người giáo viên thì chủ yếu làm cái nhiệm vụ là khuyến khích, hỗ trợ, giúp cho nông dân, giúp cho những người dân tự quyết định những cái công việc họ cần phải làm tiếp theo. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thử có một buổi đào tạo. Hyundai, thương hiệu ô tô hàng đầu thế giới. Thaco, thương hiệu ô tô hàng đầu Việt Nam. Sản phẩm xe khách hàng đầu Thaco Hyundai. County 29 chỗ. Citybus 80 chỗ. Space High Class 47 chỗ. Grandeur Hyundai phục vụ du lịch. Thaco Hyundai, nâng cao chất lượng cuộc sống, được sản xuất và phân phối bởi Trường Hải Group. Bây giờ thế này nhá, dạ. Tôi sẽ nói nhiệm vụ bí mật với thầy. Vâng. Thế hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các chị về một cái dung dịch để mà dịch chiều sâu nhá. Thứ nhất thì mình phải hình dung là như thế này, tức là cái dung dịch tỏi này thì dùng để trị các loại sâu. Cho rau, ví dụ như sâu xanh này, sâu khoang này. Cái thứ hai tức là cái cách pha chế của nó thì thế này. Bước 1 thì các anh chị sẽ chọn lấy 1 kg tỏi. Tỏi này thì sau các anh chị sẽ thái nó ra thành từng lát. Hoặc là mình không thái thì mình có cái cối đá đấy, thì mình cho mình giã. Sau khi mà có cái tỏi giã rồi ấy, thì mình dùng 1 lít rượu nhé. Mình đổ cái lít rượu đó vào cái 1 kg tỏi mà mình đã giã nát nó ra rồi và ngâm trong 12 tiếng đồng hồ. Sau 12 tiếng đồng hồ đó thì các anh chị sẽ dùng 3 lạng đường đỏ và các anh chị đổ vào cái hỗn dung dịch mà mình đã làm trước đây 12 tiếng và ngâm trong vòng 5 ngày. Đến bước thứ tư thì các anh chị sẽ đổ tiếp 5 lít rượu trắng nữa đúng không? Vào cái dung dịch này và các anh chị sẽ ngâm trong vòng 15 ngày. Như vậy tổng cái thời gian sản xuất của nó là bao nhiêu ngày ạ? 20 ngày
và 12 tiếng đúng không ạ? 12 tiếng ban đầu để ngâm với 1 lít rượu này, 5 ngày ngâm với đường này và 15 ngày ngâm với rượu tiết đúng không ạ? Sau 20 ngày, 12 tiếng tức là 20 ngày rưỡi đấy, thì các anh chị sẽ lọc nó ra để riêng bã riêng. Bã sau này thì mình sẽ dùng để ủ phân. Thế còn lại thì nước thì mình sẽ để vào nơi dâm mát và mình sẽ làm cái dung dịch để mình dùng để trừ sâu. Thế là mình hình dung 5 bước đúng không ạ? Vâng, đưa để tôi kiểm tra nhé. Vâng. Đưa chị Hiên trước. Xin chị Hiên cho biết là chúng ta ngâm tỏi với đường trong bao nhiêu ngày? Phần 1 ta chọn là 1 kg tỏi thái mỏng và trộn với 1 lít rượu. Xong là bước thứ 2 là trộn với 1 lít rượu. Ngâm trong khoảng 12 tiếng. Còn bước thứ 3 là ta trộn 3 lạng đường, ngâm trong khoảng 5 ngày. Bước thứ 4 là trộn dung dịch 5 lít rượu với 3 thứ đó ạ. Sau là bước thứ 5 ta ngâm, ta lấy nước dung dịch và bã để ủ làm phân. Còn bã nước thì để tưới cho sâu ạ. Xin cảm ơn chị. Chúng ta lại một tràng vỗ tay cho chị ạ. Xin được hỏi anh là chúng ta ngâm rượu với tỏi trong bao nhiêu ngày? Ngâm rượu với tỏi thì trong vòng 15 ngày. Mấy lít rượu ạ? 5 lít rượu với cái dung dịch mà đã được pha trước đây rồi với đường. Chúng ta ngâm với đường trong vòng mấy ngày? Trong vòng 5 ngày. Chị Oanh cho biết là chúng ta dùng tất cả bao nhiêu cân tỏi cho 5 lít rượu? 1 kg tỏi ạ. Thưa quý vị là cả ba người đều nói đúng hết ạ. Khán giả xem chương trình đã hoàn toàn nhớ các bước để làm một dung dịch thuốc trừ sâu mà chúng ta dùng một số thứ không có hại như là tỏi rượu và đường. Và như thế là một phần thưởng lớn nhất của chúng ta là không phải dùng không phải một loại thuốc trừ sâu như thế này nữa. Vì rất có hại cho mọi người. Và đây là chính là lúc mà chúng ta thấy phần thưởng lớn nhất cho quá trình làm thuốc tỏi vừa rồi ạ. Chúng ta hãy phun cho các loại cây để đuổi sâu đi nhé. Và trở lại với câu chuyện chúng ta vừa học cái cách làm ra thuốc tỏi để trừ sâu. Nếu như được làm lại trong một bối cảnh khác thì anh sẽ dạy kiểu gì ạ? Đối với các bài giảng kỹ năng thì một trong những phương pháp mà dễ sử dụng nhất đó là phương pháp làm mẫu. Thì đầu tiên thì mình sẽ làm với tốc độ tiêu chuẩn. Cái bước thứ hai là chắc chắn là tôi vừa làm thì tôi vừa giải thích là tôi đang làm cái gì và sẽ đưa ra cho tất cả mọi người xem. Cái bước thứ ba sau khi mà mình làm với cái tốc độ chậm và có giải thích thì đây là cái bước quan trọng nhất đối với học viên. Tức là học viên sau khi nhìn xem thì sẽ phải tự mình có thể chia nhóm, tự mình rút ra những cái bước mà vừa rồi giáo viên đã thực hiện. Sau cái tiến trình đó thì chắc chắn đến một cái tiến trình nữa là học viên phải tự làm với cái sự hỗ trợ của giáo viên. Vâng. Thì đấy là bước thứ tư. Và bước cuối cùng là học viên có thể tự độc lập làm. Bao giờ học viên có thể tự độc lập làm mà không cần có cái sự hỗ trợ rất là tích cực của giáo viên nữa thì tôi cho bài giảng đó với là được điểm 10. Phương pháp này thì chúng ta đã áp dụng ở trường từ bao giờ? Phương pháp đào tạo có sự tham gia thì đâu đó thì cũng đã áp dụng từ khá là lâu. Vâng. Nhưng mà khi mà chúng tôi áp dụng một cách tương đối có bài bản, vâng, có hệ thống là bắt đầu từ những năm 2000. Vâng. 2000 khi mà chúng tôi tiếp thu được một cái phương pháp có thể nói rất là tốt của một cái tổ chức phi chính phủ gọi là La Decen mà bây giờ gọi là CISEM đấy. Dạ. Thì các anh các chị đó đã giúp cho trường hình thành nên một cái truyền đạt kiến thức để chúng tôi có những kiến thức kỹ năng sử dụng được cái phương pháp này. Tôi nghĩ là các trường vẫn muốn sử dụng cái phương pháp này. Nhưng những cái trường mà đào tạo có thể nói là sử dụng phương pháp này có hiệu quả và ở cái quy mô như chúng tôi thì có lẽ là số rất là ít, không nhiều. Và tới ngày nay có thể là cũng có thể nói lại với chị là có khoảng 50% giáo viên thường xuyên sử dụng phương pháp này thôi. Vâng. Chứ chưa phải là 100%. Chúng tôi cho rằng đấy là một cái thành công rất là lớn. Một cái câu hỏi khi mà chuyển đổi đó là anh chuyển đổi thì liệu rằng tôi có thể tin tưởng vào anh được không? Uh-huh. Tin tưởng vào cái chủ trương đó được không? Và chúng tôi phải làm lại từ đầu. Uh-huh. Vận động từ những cái nhóm
những cái giáo viên mà tích cực hưởng ứng. Và từ đó thì cái nhóm chúng tôi xây dựng các nhóm nòng cốt, và sau đó thì các nhóm nòng cốt dần dần phát triển. Bây giờ thì tôi muốn quý vị các bạn sẽ cùng tôi trò chuyện với giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Toản, giám đốc của Trung tâm Khuyến nông tự nguyện. Ông thấy rằng là cái phương pháp có sự tham gia này đã được áp dụng rộng rãi chưa? Vì sao? Phương pháp này thì là như là tiến sĩ Phạm Thanh Hải đó, là đã trình bày đó. Trước hết là anh hướng dẫn nói cho người ta hiểu, người ta nghe. Rồi cái bước thứ hai là anh phải dạy cho người ta làm, thực hành. Người ta làm được cái điều anh nói đúng, người ta nhớ hết cái điều anh nói và làm được cái đó. Nhưng một cái bước đấy cũng chưa phải hết. Và cái thứ ba là người ta phải chuyển đổi cái hành vi của người ta. Người ta thích cái đó, và thậm chí người ta có thể đi hướng dẫn cho người khác làm theo cái đó. Thì nếu hết được cả ba cái đó thì là anh thành công. Ông nghĩ thế nào về hiệu quả của cái dự án đào tạo cho nông dân mà gần đây thì trong gói kích cầu chính phủ đã dành cho cái gói này với dự định là khoảng độ 32.000 tỷ? Đã gọi là kích cầu mà là chúng ta phải tác động vào nông dân. Trước hết là họ có cái nhu cầu phát triển sản xuất. Phát triển sản xuất thì trong đó họ cần phải có vật tư, có vốn, đồng thời họ phải biết khoa học kỹ thuật. Muốn cho người ta biết khoa học kỹ thuật thì anh phải dạy người ta. Và anh dạy người ta một cái phương pháp có hiệu quả nhất là phương pháp để cho người ta tham gia vào cái việc anh dạy ấy. Mục tiêu là nông dân, nhưng mà muốn để cho nông dân nắm được và nông dân làm tốt được thì những người hướng dẫn cho nông dân phải giỏi cái đó. Trước hết phải xem lại cái đội ngũ cán bộ khuyến nông của chúng ta đã nắm được cái phương pháp là đào tạo có sự tham gia chưa. Và trong cái việc vận dụng mà đào tạo huấn luyện ấy đã có những cái sáng tạo cho nó thích hợp với từng trình độ nông dân, từng nơi, từng điều kiện các cái thứ chưa. Chứ không phải bây giờ toàn quốc áp dụng như nhau cả thì cũng lại không được. Cũng cái phương pháp đó, nông dân họ tham gia, thế dạy cho họ cái mà họ cần, rồi thậm chí là hỏi họ xem, hướng dẫn cho anh thì trong số những cán bộ khuyến nông của huyện ở đây, địa phương ở đây, ai là người giỏi nhất, nhờ người đó trở dạy. Vâng, xin cảm ơn thầy ạ. Và đồng thời thì chúng tôi lúc này cũng muốn đặt câu hỏi với ông Phạm Thanh Hải, vì là được biết là ông là thành viên của ban chỉ đạo của chương trình dạy nghề cho nông dân và cũng tham gia vào trong cái việc sẽ triển khai cái dự án đào tạo cho nông dân. Câu hỏi của chúng tôi là làm thế nào để cho dự án này đạt được hiệu quả nhất? Theo tôi thì có thể nói là có một cái kênh khá là tốt, đó chính là các trung tâm học tập cộng đồng. Cả nước hiện nay đã có hơn 8.000 cái trung tâm học tập cộng đồng và nó nằm ở cấp xã. Nơi đó là một cái nơi có thể rất đáng đầu tư, cái đấy là địa điểm. Thế còn về phương pháp, tôi nghĩ rằng phương pháp đào tạo có sự tham gia trong đào tạo nghề nông dân phải trở thành một trong những phương pháp chủ yếu, phương pháp đặc trưng trong cái đào tạo nghề cho nông dân thì cái chương trình của tâm có thể có hiệu quả được. Và lúc này thì cái vấn đề về trình độ có thể là còn có hạn của người nông dân không còn là vấn đề nữa. Vâng, tôi nghĩ rằng là không có vấn đề. Cái điều quan trọng nhất là mình tin tưởng vào nông dân. Và khi mà chúng tôi làm rất là nhiều thì nông dân là những người rất giàu kinh nghiệm và rất nhiều có tiềm năng. Và họ nói về cộng đồng, về kinh nghiệm sản xuất của họ tốt hơn bất cứ người nào khi mà tới cái vùng đất, cái cộng đồng của họ. Để tóm tắt lại một cái bí quyết làm sao để có thể tạo ra những sự thay đổi ở cộng đồng với khán giả xem truyền hình thì ông cho là gì ạ? Tôi nghĩ rằng cái điều đầu tiên là phải tin tưởng vào người dân. Và không nên bao giờ nói là dân trí thấp với cái việc này việc kia nữa. Quan trọng nhất là phải tin tưởng người dân. Cái điều thứ hai là xác định cho đúng nhu cầu của họ để đưa họ vào cái tiến trình tham gia, không những trong đào tạo nghề mà trong các cái tiến trình xây dựng và phát triển. Và cái điểm thứ ba nữa là đối với các cái người thầy, những người mà tham gia trong chương trình này thì phải hết sức hiểu rõ rồi áp dụng được cái phương pháp có sự tham gia trong các hoạt động, không riêng chỉ trong giảng dạy đào tạo, mà trong từ lập kế hoạch, cho từ giám sát, cho tới kiểm tra, cho tới xây dựng các chính sách. Thì cái việc sự tham gia, huy động được sự tham gia là một trong những cái điều kiện rất là tiên quyết. Như vậy thì không phải phương pháp sự tham gia là một phương pháp mà cứng nhắc đúng không ạ? Mà nó là một quan điểm mà chúng ta cần phải rất sáng tạo để có thể huy động được sự tham gia của cộng đồng. Đúng không ạ? Thầy có nghĩ như vậy không ạ? Và tôi nghĩ rằng là có lẽ cái bí quyết để chúng ta có thể giúp cho mọi người khác xung quanh chúng ta, đó có thể là con bạn, có thể là đồng nghiệp hay là những người bạn bè của bạn có được những sự thành công trong cuộc sống của họ với những cái sự thay đổi mới, đó chính là việc chúng ta khơi dậy cho họ một cái sự tự tin rằng là họ có thể làm được trước đã, đúng không ạ? Và tự họ sẽ làm. Chúng tôi hy vọng rằng là những cái bí quyết mà chúng ta nói ra ngày hôm nay đã được khán giả xem truyền hình chấp nhận và có thể là áp dụng
trong cuộc sống của mình, và chúng tôi hy vọng rằng là tất cả chúng ta sẽ tạo ra được những sự tham gia để tạo ra những sự thay đổi tốt đẹp trong cộng đồng của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trong môi trường làm việc của chúng ta. Xin chúc các quý vị các bạn thành công ạ. Xin cảm ơn ông Phạm Thanh Hải.